Mỗi lãnh tụ lớn, nhất là lãnh tụ chính trị, sau khi qua đời thường để lại một số di sản cho hậu thế. Di sản đó có thể là thành quả cụ thể của những chính sách, có thể là những dấu ấn chính trị lâu dài, cũng có thể là một số tư tưởng lập thuyết. Trong số di sản đó, nổi bật nhất là những câu nói ngắn gọn và dễ nhớ như một tuyên ngôn, phản ánh tâm nguyện hay lý tưởng hay nhân cách của vị lãnh tụ trước một biến cố nào đó. Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln, một chính phủ của dân, do dân và vì dân, anh hùng đấu tranh bất bạo động Ấn Độ Mahatma Gandhi, kẻ yếu không bao giờ có thể tha thứ cho ai cả, lòng tha thứ là đặc tính chỉ người mạnh mới có. Tín đồ Công giáo độc tài quốc xã Adolf Hitler, ai dám nói rằng ta không được Thiên Chúa che chở một cách đặc biệt. Hay gần gũi với chúng ta hơn, nhà vua Thiền sư Trần Nhân Tông hai lần đánh bại quân xâm lược Nguyên Mông, một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Vì anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung Nguyễn Huệ, đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho sử chi Nam Quốc anh hùng chi hữu trụ, linh mục lãnh tụ Khu An Toàn Phát Diệm, Hoàng Quỳnh, thà mất nước chứ không thà mất Chúa. Ngô Đình Diệm là tổng thống đầu tiên của cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa, là một lãnh tụ chính trị, nên Diệm cũng để lại nhiều tuyên bố trong quá trình xây dựng sự nghiệp chính trị của mình. Trong số đó, có 4 tuyên bố để đời mà cho đến nay hàng năm vẫn được nhiều người nhắc đến mỗi độ tháng 11 về. 1. Tuyên bố về quan điểm dụng nhân trong bộ máy cai trị quốc gia. Chỉ có dân miền Trung mới có khả năng lãnh đạo quốc gia này, dân miền Bắc hợp với buôn bán, còn dân miền Nam chỉ làm tướng võ biền. Câu nói này được trích từ đề mục Ngô Đình Diệm, tiểu mục trở thành tổng thống trong Bách Khoa Toàn Thư, mở tiếng Việt, nguyên văn như sau. Ông Diệm là người phân biệt cá nhân theo vùng miền, ông chỉ thích nâng đỡ người gốc Huế. Ngô Đình Diệm thường nói, chỉ có dân miền Trung mới có khả năng lãnh đạo quốc gia, dân miền Bắc hợp với buôn bán, còn dân miền Nam chỉ làm tướng võ biền. Cách hành xử của Ngô Đình Diệm cũng rất cao ngạo. Ông xem Việt Nam đệ nhất Cộng Hòa là quốc gia của riêng ông và của gia đình ông. Qua câu nói này, ta thấy cách Diệm phân biệt vùng miền và đánh giá gốc gác địa phương như thế, chưa nói đến đúng hay sai, trong một nhận định khái quát khóa không có cơ sở khoa học, thì cũng đã phản ánh đầu óc cục bộ của một viên quan lại hẹp hòi và cao ngạo với cái gốc miền Trung của mình. Chẳng trách gì sau này, khi làm Tổng thống, với tâm phân biệt, Diệm đã dựng lên quanh mình những vòng rào khu biệt phân cách rạch ròi, trong cùng là vòng rào anh em dòng họ Ngô Đình như năm con chuột mà họa sĩ Phạm Tăng vẽ trên bìa báo Tự Do Xuân Canh Tý năm 1960, rồi đến vòng rào Công giáo mà sử gia Tạ Chí Đại Trường gọi là đám kiêu dân, rồi đến vòng rào Đảng Cần Lao với một bầy mật vụ Khuyển Ưng, và cuối cùng là vòng rào gốc miền Trung của hai tỉnh Huế và Quảng Bình. Còn bên ngoài mênh mông là bàn dân thiên hạ thuộc thành phần buôn bán và võ biền. Ngất ngưỡng trên chóp đỉnh quyền lực ở trung tâm bốn vòng đồng tâm ấy, Diệm đặt lòng tin và ban phát đặc quyền đặc lợi theo đúng độ gần xa của mỗi vòng. Cơ chế hành chính quốc gia và bộ máy chính trị của Diệm do đó cũng theo một mô hình hướng tâm độc tài như vậy. Đến nỗi khi nói đến gia đình trị hay công giáo trị thì ai cũng biết là nói đến chế độ nào, và chính ông bố vợ của Ngô Đình Nhu là ông Trần Văn Chương, đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ, cũng đã rủi lên án chế độ Ngô Đình Diệm là một chế độ toàn trị. 2. Tuyên bố về bản chất của mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. Liên quan tới vấn đề an ninh biên giới của Mỹ không ngừng ở bờ biển Đại Tây Dương và Thái Bình Dương mà kéo dài tại Đông Nam Á tới sông Bến Hải, vốn chia đôi Việt Nam ở vĩ tuyến thứ 17, tạo thành cái biên giới đã bị đe dọa của thế giới tự do mà chúng ta đều trân trọng. Tuyên bố này được nguyên phát biểu bằng tiếng Anh từ bài diễn văn của Diệm tại khách sạn Wado Astoria ở New York City ngày 13 tháng 5 năm 1957 trong bữa tiệc rượu trưa mà vị thị trưởng thành phố New York chiêu đãi Diệm. Trong tuyên bố này, cụm từ biên giới của Mỹ tới sông Bến Hải đã làm cho mọi người sửng sốt và tức giận, vì thấy hậu ý bán nước của Diệm là như muốn biến miền Nam Việt Nam thành tiểu bang thứ 49 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nhất là lời tuyên bố đó đã tạo cơ hội cho Đài Phát Thanh Hà Nội lợi dụng tuyên truyền về bản chất tay sai của chính quyền miền Nam trong quan hệ Mỹ Diệm, và đã đập tan cái luận cứ độc lập và dân tộc chống cộng của chính nghĩa miền Nam trong nhân dân. Theo sử gia Jacques Dallas, có lẽ ông Diệm
cũng thấy mình nói hớ nên ra lệnh cho báo chí Sài Gòn biên tập lại, thay và đổi biên giới của Mỹ thành biên giới của thế giới tự do chạy dài từ Alaska đến sông Bến Hải. Sau 1975 tại hải ngoại, ta còn thấy nhóm Cần Lao Hoài Ngô tìm cách binh vực bằng cách phịa ra nhiều dị bản quái đảng khác để bào chữa cho ý đồ bán nước của Diệm nữa. Nhưng tại sao Diệm lại nói hớ như thế? Đơn giản là tại vì sự hình thành của đệ nhất Cộng Hòa cũng như chức vụ Tổng thống mà Diệm nắm giữ đều do người Mỹ vận động, dàn xếp và thậm chí có khi trực tiếp can thiệp như Đại tá tình báo Mỹ Lanston. Mới có ngày hôm đó của năm 1957 cho ông đứng đọc diễn văn ở New York City. Ăn cây nào rào cây ấy, Diệm không còn biết danh dự dân tộc, chủ quyền quốc gia, tư cách nguyên thủ, nên từ tiềm thức Diệm đã xuống giọng hạ một câu nói bán nước trắng trợn như thế, phản ánh đầy đủ tư cách của một kẻ hễ đã phi dân tộc thì thế nào cũng phản dân tộc. 3. Tuyên bố về tư thế quyền lực giữa Diệm và bộ luật cao nhất của đệ nhất Cộng Hòa là Hiến pháp 1956. Không nên tin có âm mưu trì hoãn giải quyết các vấn đề sau lưng Phật giáo trong nước, hãy còn Hiến pháp, có nghĩa là có tôi. Lời tuyên bố này là một đoạn trích từ thông điệp sáng ngày 14 tháng 6 năm 63 của Diệm sau một loạt các biến cố dẫn đến bế tắc giữa hai ủy ban liên phái của Phật giáo và ủy ban liên bộ của chính phủ trong quá trình đàm phán giải quyết những đòi hỏi tự do và bình đẳng tôn giáo của Phật giáo. Cao điểm của những biến cố đó là cuộc tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức ngày 11 tháng 6 năm 63 trước thái độ sắt đá để đối phó với Phật giáo của vợ chồng Ngô Đình Nhu. Hai ngày sau thông điệp này, hai ủy ban ra được một thông cáo chung trả lời năm nguyện vọng của Phật giáo, nhưng thông cáo chung đó đã không bao giờ được chính quyền thực thi vì vợ chồng Nhu đã có sẵn quyết sách riêng, dẫn đến kế hoạch nước lũ tàn bạo, tổng tấn công chùa chiền trên toàn miền Nam và bắt giam 1.426 tăng ni vào đêm 20 tháng 8 năm 63. Có Hiến pháp nghĩa là có tôi là Hiến pháp. Nền dân chủ và nguyên tắc tam quyền phân lập của chế độ đệ nhất Cộng Hòa bị vứt vào sọt rác chỉ với một lời tuyên bố trắng trợn này của Diệm. Chẳng trách bốn nhà luật học là quý ông Nguyễn Hữu Châu, Đoàn Thêm, Vũ Văn Mẫu và Nguyễn Văn Bông đã phải kêu trời vì Hiến pháp 1956 của đệ nhất Cộng Hòa đã dành cho hành pháp quá nhiều quyền lực, lấn át và khống chế lập pháp và tư pháp, tạo cơ sở cho Diệm làm vua để thiết lập nền độc tài toàn trị tại miền Nam Việt Nam. 4. Lời nguyền trước tình hình bế tắc dẫn đến tuyệt lộ trong hồi chung cuộc của một tên bạo chúa. Tôi tiến thì theo tôi lui thì giết tôi chết thì trả thù cho tôi. Đây là câu nói mà tên sử gia Hoài Ngô là Hoàng Ngọc Thành cho rằng Diệm nói khi tiếp các đoàn thể vào dịp lễ Quốc Khánh 26 tháng 10 năm 1963. Nhưng ông Lê Châu Lộc thì lại kể rằng đã được nghe Diệm nói nhiều lần mỗi khi ông được hầu chuyện riêng với Diệm. Tuy nhiên không những hai câu đó khác nhau và hoàn cảnh nói lúc nào và nói với ai, hai ông tự cho là biết rất rõ tiểu sử cuộc đời của Diệp, lại còn khác nhau về nội dung và từ ngữ sử dụng. Ngọc Thanh thì, tôi tiến thì theo tôi lùi thì bắn tôi chết thì trả thù cho tôi. Châu Lộc thì, tôi tiến hãy theo tôi lùi hãy giết tôi chết hãy nối chí theo tôi. Khác nhau như vậy thì trong hai ông tín đồ công giáo này phải có một ông phạm vào điều răn thứ 8 của Đức Chúa Trời là chớ làm chứng dối. Nhiều khả năng ông sĩ quan tùy viên Lê Châu Lộc của Diệm đúng là người làm chứng dối vì hai lý do. Vế thứ 3 trả thù cho tôi nghe có vẻ nhỏ nhen hận thù và rất phi Catholic, nên để bao che cho boss của mình, ông Lộc bèn sửa thành nối chí tôi, cho có vẻ hiền lành hơn và cho hợp với nỗ lực phục hồi tinh thần Ngô Đình Diệm quái đảng của nhà thờ tại hải ngoại. Cũng vế thứ 3 trả thù cho tôi đó, khi truy cứu nguồn gốc của nó, ta thấy một liên hệ chặt chẽ trong một hoàn cảnh đặc thù nào đó với tư duy và tâm cánh vốn chịu ảnh hưởng văn hóa Pháp và niềm tin công giáo của Diệm. Thật vậy, câu nói nguyên được hô bằng tiếng Pháp từ năm 1793, đúng 170 năm trước khi Diệm bị bắt. Thật ra người nói câu này là một sĩ quan người Pháp tên là Henri de Vouger, còn được biết đến dưới tước hiệu Bá tước de la Roquefort. Ông là một sĩ quan của đội quân phòng vệ cho Diệm điện Toulay của vua Louis 16 vào tháng 4 năm 1792 chống lại lực lượng cách mạng Pháp.
ngày 20 tháng 10 năm đó, mới 20 tuổi, ông được bầu làm Tổng Tư lệnh Quân đội Tôn giáo và Hoàng gia. Tháng 4 năm 1793, trong một trận đánh tuyệt vọng chống lại đội quân Cộng hòa Pháp của lực lượng cách mạng tại thành phố Soulette thuộc vùng Maine-et-Loire, ông đã động viên binh sĩ bằng câu nói này. Qua năm sau, ngày 28 tháng 1 năm 1794, trong nỗ lực cuối cùng nhằm tập hợp tàn quân để đánh tiếp, ông đã bị quân Cộng hòa giết chết tại tỉnh Nautilus, vùng Maine-et-Loire. Tháng 4 năm 1793, ông quan Henry Duger là một tín đồ Công giáo thuần thánh muốn bảo vệ vương quyền đế chế đang bị quân đội và nhân dân cách mạng Pháp đẩy vào tuyệt vọng lộ. Sao mà giống tình hình và tâm trạng của ông quan Công giáo Ngô Đình Diệm đang tìm cách bảo vệ chế độ độc tài của gia đình mình trong tuyệt vọng và đang bị toàn quân dân miền Nam chống đối vào cuối tháng 10 năm 1963 thế? Trong bước đường cùng, Diệm chỉ còn biết nương tựa vào người xưa, người giống mình điểm oan trái nhất, cả hai đều là tín đồ Công giáo muốn báo thù. Vì vậy, Diệm mượn tạm câu nói của người đồng đạo để hô hào trả thù cho tôi. Lời nguyền đó được tàn dư của Diệm xem như lời di chúc thiêng liêng và giải thích vì sao hơn 50 năm qua, vẫn còn những kẻ đồng đạo giáo điều và quá khích của Diệm tiếp tục xuyên tạc lịch sử để kêu gọi hận thù. Năm 2016, trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ thứ 45, ứng cử viên Đảng Cộng hòa là tỷ phú địa ốc Donald Trump đã chiến thắng ứng cử viên Dân chủ Hillary Clinton, một phần nhờ những tuyên bố hợp lòng dân và đúng bài bản của một chiến dịch marketing siêu đẳng. Ông đáng được gọi là marketing in chief, hứa hẹn lung tung miễn sao vừa lòng khách hàng để bán được sản phẩm. Trong quá trình vận động tranh cử, ông Trump hứa 76 điều và ai cũng biết là chắc chắn ông không thể thực hiện được hết cả 76 lời hứa. Thậm chí có lời hứa ông sẽ còn làm ngược lại là khác. Nhưng it's okay, ông là market in chief, người kiểu Mỹ, nói một đằng làm một nẻo cũng không sao. Diệm dứt khoát không phải là ông Trung, Diệm là sản phẩm tổng hợp của hai nền văn hóa bảo thủ, giáo điều và khắc khổ, là Tổng Nho Phong Kiến và Công giáo Trung Cổ. Do đó, điều gì Diệm đã tuyên bố là chắc nịch, chắc như mấy ông lính thủy đánh bộ, Mỹ phản ánh đầy đủ tâm hồn và phong cách khổ tu giáo điều của Diệm. Vậy thì bốn tuyên bố để đời của Diệm ở trên ít nhất cho ta biết gì về con người chính trị thật của Ngô Đình Diệm. Diệm là người kỳ thị địa phương, Diệm là người phi dân tộc, Diệm là người phản dân chủ và Diệm là người cổ suý hận thù. Thế mà Diệm đó đã từng làm Ngô Tổng thống muôn năm của nền đệ nhất Cộng hòa và bây giờ đang được Công giáo Việt Nam lăng xăng dựng lên cái thây ma của Ngô Đình Diệm để toan tính thực hiện mưu đồ chính trị trong văn bài của Đế quốc Vatican tại Việt Nam đấy.